by myself, only me. No one can guess what I came there to see. Cập nhật thông tin phát sóng trận giao hữu đáng mong đợi giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Đức trên hành trình chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023. Link xem trực tiếp nữ Việt Nam vs nữ Đức. https://fptplay.vn. Thông tin trước trận nữ Việt Nam vs nữ Đức. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chạm trán đội tuyển nữ Đức tại sân vận động Biberer lúc 18:15 giờ địa phương, tức 23:15 giờ Hà Nội hôm nay ngày 24 tháng 6. Bóng đá nữ Đức đang đứng hạng 2 thế giới theo xếp hạng FIFA ranking, hơn Việt Nam 30 bậc. Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Đức và Ba Lan từ đầu tháng 6. Đội có 3 trận giao hữu lần lượt thắng đội trẻ Eintracht Frankfurt 2-1, thắng câu lạc bộ hạng 3 Đức Scotland 2-0 và thua U23 Ba Lan 1-2. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ Việt Nam tiến bộ hơn khi va chạm đối thủ có trình độ, thể hình to cao và có thể lực tốt. Những ngày ở châu Âu, Việt Nam tập trung cải thiện tốc độ và thể lực, tăng khả năng gây áp lực lên đối phương. Hệ thống phòng ngự đồng bộ được rèn luyện thêm để sẵn sàng cho trận đấu với đối thủ mạnh như Đức. Một năm trước, đội tuyển nữ Việt Nam từng thua Pháp, đội đang đứng hạng 5 thế giới với tỷ số 0-7 ở trận giao hữu. Đó là lần hiếm hoi các cầu thủ được chạm trán với phong cách châu Âu, làm bài học kinh nghiệm cho trận đấu trước mắt. Ở trận gặp đội tuyển nữ Đức, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thiếu vắng đội trưởng Huỳnh Như do chấn thương cổ chân trong trận giao hữu với U23 Ba Lan. Huỳnh Như sẽ được ban huấn luyện tính toán để có thể trạng tốt nhất trước thềm vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Sau trận giao hữu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước ít ngày trước khi tiếp tục sang New Zealand tập huấn vào đầu tháng 7. Trong đó có 2 trận giao hữu gặp đội chủ nhà và Tây Ban Nha. Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023 với cuộc đấu đá nội bộ. Các nữ cầu thủ đội tuyển Đức bắt đầu chuẩn bị cho World Cup 2023 mà không có dàn sao từ Bayern. Nhưng đây chỉ là một trong số những vấn đề mà họ đang phải đối mặt. Đầu tiên là sức ép từ truyền thông và người hâm mộ. Bản thân đội tuyển nữ Đức cũng đang sa sút so với chính họ. Có giai đoạn từ 1995 đến 2013 Đức vô địch châu Âu 6 lần liên tiếp. Trong thời gian này, họ đã 2 lần đăng quang World Cup. Nhưng một thập kỷ qua, vinh quang đã chạy trốn bóng đá Đức. Họ không một lần lên đỉnh tại châu lục cũng như thế giới. Bóng đá nữ đã thế, bóng đá nam còn thê thảm hơn. Men's Cup trải qua 2 kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng. Đến khi thay huấn luyện viên, đưa Hansi Flick lên nắm quyền thì phong độ của đội tuyển Đức cũng chưa tiến triển. Trong trận giao hữu gần nhất, họ đã thua Colombia. Có lẽ vì thế mà ở cuộc họp báo trong ngày tuyển nữ tập trung chuẩn bị cho World Cup 2023, họ đã được ví von là lá cờ đầu của nền bóng đá quốc gia. Thông điệp này cho thấy người hâm mộ giờ chỉ còn biết trông đợi vào các nữ cầu thủ. Nhưng trong mắt những Alexandra Popp hay Laura Freigang, đây lại là áp lực không đáng có. Trước câu hỏi rằng liệu cô và các đồng đội có nên lấp đầy khoảng trống do đội tuyển nam của Hansi Flick tạo ra hay không, thủ quân Popp đã phản ứng lập tức, cho rằng đây là một câu hỏi ngu ngốc. Một vấn đề nữa là tài chính. Trong gói chi trả cho các cầu thủ mà FIFA vừa công bố, mỗi người sẽ nhận về ít nhất 28.000 euro cho việc xuất hiện tại vòng bảng. Con số này tăng gấp đôi nếu Đức vào vòng mùng 1 tháng 8 và sẽ là 252.000 euro nếu đăng quang. Thủ quân Alexandra Popp khẳng định cô rất hài lòng với cách phân chia tài chính như vậy. Đây mới chỉ là tiền thưởng từ FIFA. Liên đoàn bóng đá Đức, DFB, hiện vẫn im tiếng. Theo tờ Sudos, cơ quan đứng đầu bóng đá Đức đang gặp khó khăn về tài chính. Cách đây 4 năm, DFB từng treo thưởng 75.000 euro cho chức vô địch và đang bị hoài nghi về khả năng duy trì mức thưởng như thế ở World Cup nữ năm nay. Một khó khăn không thể bỏ qua là tranh chấp cầu thủ giữa câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Bayern Munich cho biết họ chưa nhả quân cho đội tuyển. Các cầu thủ từ câu lạc bộ này gồm Lina Magul, Lee Suler, Clara Boon, Sydney Lohmann và Caroline Simon chỉ có thể nhập đội vào ngày hôm nay và khó ra sân trước đội tuyển Việt Nam. Đây là lệnh từ Bayern và họ phải chấp nhận. Theo giám đốc thể thao Joti Chazialesio của DFB, đây là một sự vi phạm vì giữa các câu lạc bộ với liên đoàn có thỏa thuận nhả quân từ ngày 20 tháng 6. Giám đốc thể thao của Wolfsburg, Jaap Kelderman bày tỏ lo ngại về điều này. Ông cho rằng 11 cầu thủ Wolfsburg phải dự trận chung kết Champions League vào ngày 3 tháng 6, thua Barcelona, nhưng vẫn hội quân đúng giờ. Vậy tại sao Bayern có nhiều thời gian hơn lại thực hiện lệnh triệu tập muộn hơn? Ông còn ám chỉ Bayern mang tư duy nhỏ nhen và điều này đang gây nguy hiểm cho lợi ích chung, nó có thể làm hỏng tham vọng cao của đội tuyển chúng ta tại World Cup. Nếu những câu lạc bộ hùng mạnh từ Wolfsburg và Bayern Munich không cùng nhau phát triển thì chúng ta không thể đi đến đâu cả.
tuyển Đức cất 5 ngôi sao Bayern Munich trận gặp Việt Nam. Huấn luyện viên đội tuyển nữ Đức bất ngờ không dùng 5 ngôi sao Bayern Munich trong trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. 23 giờ 15 phút theo giờ Hà Nội ngày 24 tháng 6, đội tuyển nữ Đức sẽ có trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam. Trận đấu nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Chia sẻ tại họp báo trước trận, huấn luyện viên Martina Voss-Tecklenburg của đội tuyển nữ Đức cho biết sẽ không sử dụng bộ năm chân sút ngôi sao của Bayern Munich ở trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam. Lý giải về quyết định này, huấn luyện viên Voss-Tecklenburg cho biết Bayern Munich FC vừa mới để Lina Magul, Clara Bull, Lee Suler, Sinead Lohmann và Caroline Simon hội quân cùng đội tuyển nữ Đức hôm qua, ngày 23 tháng 6. Chúng tôi sẽ không sử dụng 5 cầu thủ của Bayern ở trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam vì điều đó bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Các cầu thủ đội tuyển nữ Đức không thể gặp rủi ro trước thềm World Cup. Bên cạnh đó, hai tuyển thủ Lena Overdorf, VfL Wolfsburg sẽ không đến Offenbach tham gia trận giao hữu gặp đội tuyển nữ Việt Nam do cô đang bị nhiễm trùng. Ngoài ra, Carlotta Wormser, Eintracht Frankfurt bị căng cơ nhẹ nên huấn luyện viên Voss-Tecklenburg cũng không thể sử dụng. Về trận đấu với tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên tuyển Đức cho biết, ban huấn luyện và cầu thủ đội tuyển nữ Đức rất mong chờ vào trận đấu này. Chúng tôi đã luyện tập kỹ càng một số chiến thuật, dù có ý tưởng về những gì chúng tôi muốn thấy vào ngày mai, nhưng chúng tôi biết rằng không phải mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi kỳ vọng đối thủ sẽ thi đấu hết mình trước giải đấu. Như đã đề cập, Việt Nam lần đầu tiên vượt qua vòng loại World Cup. Tôi cũng biết rằng một số người hâm mộ sẽ đến, đó là lý do tại sao họ sẽ xuất hiện với rất nhiều cảm xúc, nhưng cũng rất kỷ luật và với lối chơi chặt chẽ. Chia sẻ với truyền thông trước thềm trận đấu, tiền vệ Sokiner Scan của đội tuyển nữ Đức đã có những phát biểu đáng chú ý về quân xanh đội tuyển nữ Việt Nam. Trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam sẽ là một bài kiểm tra cực kỳ quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Điều quan trọng là chúng tôi phải bước vào trận đấu và làm quen dần với điều đó. Việt Nam sẽ là một đối thủ chất lượng đối với đội tuyển nữ Đức, Nerscan cho biết. Bên cạnh đó, đồng đội của cô, tiền vệ Sven Zahut cũng cho biết, thật tốt và quan trọng khi lần đầu tiên được nếm trải những gì đang chờ đợi chúng ta tại World Cup dưới những áp lực khác nhau. Trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam cũng là một bài kiểm tra quan trọng để tôi và các đồng đội thể hiện lại bản thân trước khi huấn luyện viên trưởng chốt đội hình cuối cùng tham dự World Cup nữ 2023. Bản tin hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và ủng hộ HNTV News. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tuyệt vời tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. There's a place I have found in the shade on the ground, far from all worries and troubling sound. When I go there to be by myself.